Hello anh em nhé, chào anh em trẻ kênh của mình. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái miếng chống nóng đằng dưới cabin của xe Hyundai HD. Toàn bộ dòng xe Hyundai HD ở Việt Nam thì sẽ lắp cái mã này anh em nhé. Đây là miếng tấm chống hàng xịn chính xác 100% hàng chính hãng luôn. Nói sai bán sai đều 1 con 10 anh em nhé. Anh em nhìn vào mã của mình này. Đây là cái mã này. 65930 5K202 5K002, hàng xịn 100% hàng chính hãng. Đây các bạn ơi, đây là cái miếng bằng chống nóng các bạn nhé. Cái này nó bằng bạc các bạn ạ, nó như kiểu giấy bạc ấy để chống nóng. Còn mặt kia của nó là mặt màu đen, các bạn cũng không lạ gì cái này cả rồi. Cái này nằm ở dưới cabin anh em nhá, nằm ở dưới cabin đây các bạn này. Mặt là đen đây thì mình sẽ quay các bạn xem cái mặt đen. Đây mặt đen đây đấy, thường thường là anh em sẽ nhìn thấy cái mặt này, còn là mặt kia gì đấy thì mình không rõ. Ở đây là cái miếng chống nóng ở dưới cabin. Anh em nào hỏng cái miếng này, bục miếng này hoặc rách miếng này thì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 2038. Anh em nhớ ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xịn sò 100% bạn nhá, nói sai bán sai đều 1 con 10 luôn.